Mình nhớ cái tuổi thanh xuân của mình lắm, một thời vàng son của mình, nó đẹp lắm. Và mình ước gì thời gian ngừng lại, hay mình có thể đi xuyên không về quá khứ để mình tìm lại những cái giây phút huy hoàng, đam mê trên sân khấu, hoặc là mình có thể hát lại những cái ca khúc một thời vàng son như thế. Bây giờ mình nhìn lại thì đó cũng là cả một niềm tự hào, cầm một cái băng cassette trên tay như vậy thì đã là một. Xin chào quý vị, Mỹ Đức hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Đời Nghệ Sĩ. Và ngày hôm nay trở lại với chương trình lại là gương mặt rất quen thuộc, nhưng lần nào chúng tôi cũng hẹn gặp lại nhau. Bởi vì với một sự nghiệp ca hát lâu dài, và đặc biệt năm nay lại là 5 tuổi nữa, cho nên là có rất nhiều chuyện để chị kể cho chúng ta nghe. Hãy cùng chào đón trở lại với Đời Nghệ Sĩ ngày hôm nay gương mặt thân quen, chị đẹp Ngọc Ánh. Ngọc Ánh xin thân ái chào Minh Đức. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. À, vâng, thưa quý vị, mọi người đều biết là chị Ánh đang tranh tài trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió. Chương trình này thì hẳn là một cơ hội rất là tuyệt vời để quý vị khán giả được thấy lại Ngọc Ánh của những năm tháng ngày xưa và cả cái năng lượng tràn trề của Ngọc Ánh bây giờ. Và ngày hôm nay, những tấm ảnh sẽ lại thay chúng tôi để kể những câu chuyện vô cùng sinh động với quý vị. Hãy cùng bắt đầu với tấm ảnh đầu tiên. Cô bé nào đây? Cô bé này ở tuổi nào đây? Lúc này là học lớp 11, là 17 tuổi. Là đi hát đám cưới. À, thảo nào trong gương mặt y hệt bé Angela, tức là bé xíu. Đi hát đám cưới thì cũng là người quen mời. Nhưng mà có được cát-xê không? Có chứ em. Đi hát đám cưới là phải có cát-xê. Tức là Ngọc Ánh đã đi hát có cát-xê từ lúc 17 tuổi rồi. Đi hát mình được giải thưởng và có tiền thì mình ham. Tại vì lúc đó mình đâu có làm gì ra tiền, ngoài cái chuyện đi hát và có tiền như thế thì bắt đầu mình lao vào săn giải thưởng. Mình săn giải thưởng là để mình có tiền, một là để cho bản thân, hai là đi ăn kè với bạn bè. Cái phần thưởng cao nhất, số tiền cao nhất chị từng kiếm được nhờ đi săn giải thưởng là bao nhiêu? Khi mà còn là học sinh á, mà đi hát mà săn giải thưởng mà kiếm được nhiều tiền, lúc đó chưa phải là chuyên nghiệp á, thì phải nói lúc đó mình về tiền lúc đó nhiều quá, không có tính sao ta. Tại vì cái khoản tiền lúc đó đâu chị nhớ đâu, hình như là 200 ngàn. 200 ngàn lúc đó lớn dữ lắm, lớn lắm. 200 ngàn lúc đó làm được nhiều thứ lắm mà bây giờ quên không nhớ cái gì ấy rồi. Nhưng mà có đi mua cho bản thân một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ bằng vàng 18 á, tại vì cũng mê nữ trang mà cái tánh vậy đó. Rồi là phụ mẹ đi chợ mua vải may quần áo mới và đưa các bạn đi ăn chè. Tại vì lúc mình đi hát thì các bạn ủng hộ mình, đi theo vỗ tay hay gì đó, hay là cầm áo cầm quần giùm. Thì cái lúc mà mình được cái đó là huy chương vàng đó. Nhiều huy chương vàng dữ lắm luôn, giờ cũng không nhớ nổi. Hình này trông rất là tomboy. Đây là phải chăng là những cái mầm mống đầu tiên của một nữ hoàng nhạc rock sau này không? Dạ đúng vậy. Ngọc Ánh lúc đó rất là thích những cái phong cách năng động, những cái rất là gọn gàng, nhanh nhẹn, mà hồi xưa mình gọi là quần jean áo pull. Hồi xưa nó hay gọi là quần jean áo pull. Năm nay là năm 1987. Đi hát tăng cường cho đoàn văn nghệ của Thương binh Nam Ngãi ở thành phố Đà Nẵng. Là đi hát ra tới ngoài biên giới phía Bắc á. Thì lúc này là đang biểu diễn ở trong một cái buổi tiệc liên hoan. Đây là một tấm hình nhìn cũng biết là ở nước ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên, năm 1988, Ngọc Ánh đi biểu diễn ở Liên Xô cũ. Thì Ngọc Ánh đã có biết nói tiếng Nga rồi. Tại vì lúc mà lớp 12 xong là mình thi vô trường tổng hợp, hồi đó gọi là đại học tổng hợp đó. Lúc đó học tiếng Nga thì mình đã có 2 năm học tiếng Nga. Và mình học tiếng Nga xong rồi mình biết nói tiếng Nga. Thì khi đi qua Nga thì lúc đó mình mới bài ra hết tất cả những khả năng tiếng Nga của mình. Và tên của mình là Menya Zavut Anya. Tức là my name is Anya. Anya Ánh á. Ánh là Anya. Thì là khi mà mình nghe là Anya là mình biết gọi tên mình rồi đó. Xong rồi cái dê tùy, tức là bạn ở đâu. Thì mình nói là Yazis, em ở đây. Thì lúc đó là vui lắm, cũng biết chút chút thôi. Nhưng mà đủ để đọc chữ để mà đi metro. Vì metro bên Nga là bao la, là rộng lớn, là đẹp, là tuyệt vời. Và chữ tiếng Nga thì giống như là vẽ vậy đó, chứ không phải đọc chữ được. Thì mình là cái người dắt 12 người đi metro,
đi shopping, đi vô mall, xong rồi đi chơi ở Deskimir, tức là thế giới trẻ em đó. Và sau đó là cả đám về là bị kiểm điểm hết luôn. Vì là mình là bài hiểm mưu đầy đầu têu. Đây chính là hình ảnh của ngày đó đây, thưa quý vị. Đấy, Ngọc Ánh trên sân khấu ngày đó cùng ban nhạc của Đoàn Ca Nhạc Sài Gòn. Có một lần mình được trò chuyện với ca sĩ Hồng Hạnh, gọi là đồng niên với Ngọc Ánh đấy. Chị Hạnh cũng kể về cái chuyến đi này. Và chị cũng nói luôn là sở dĩ ngày đấy Ngọc Ánh rất là ăn là vì Ánh hát được nhạc rock. Thì chị Hạnh có kể như thế. Thì hôm nay chị xác nhận lại cái điều đó. Đây là ban nhạc rock đại dương. Đó, đây là những cái hình ảnh ngày đó Bi biểu diễn tung hoành trên các sân khấu đấy không? Đúng rồi, cái này là Ánh hát ở Huế. Đúng rồi. Là đi tour đấy, tour xuyên Việt đấy. Đi tour từ Phan Thiết mà ra tới Hà Nội, Hải Phòng, xong đi vô ngược lại là mất 1 tháng cho đến 2 tháng. Đó, thì cái này thì cũng hát với ban nhạc rock đại dương đó. Đó là ban nhạc rock đại dương. Cái này năm 87, từ năm 87-88 là hát với ban nhạc rock đại dương. Mọi người vẫn nhớ là người ta hay gọi Ngọc Ánh là nữ hoàng nhạc rock. Thì đấy là danh hiệu đã có từ rất là lâu rồi, chứ không phải là sau này khi chị nổi tiếng người ta mới gọi đâu. Đấy, cho nên là đây chính là những cái dấu ấn của ngày đó. Đấy, thì thời đó sân khấu là như thế, ca sĩ là như vậy, ban nhạc là như thế. Thì trong quá trình mà lục tìm lại trong số tư liệu của Trường Ngọc Ánh ấy, tự nhiên có cái hình như thấy dễ thương quá. Và đặc biệt cái mốc kìa, hội nghị tổng kết ngân hàng đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo năm 1982. Có phải là chạy show event thời đó không? Lúc đó là mình hát cho là ngân hàng, giống như người ta nuôi mình để chuyên môn đi hát cho ngân hàng thôi. Là một nhân viên. Lúc ấy chị đã ra trường rồi, học xong cấp 3 rồi. Học xong cấp 3 rồi, và đang học cao đẳng. Nhưng mà chạy qua Vũng Tàu để hát cho công ty người ta. Hễ cái chỗ nào của ngân hàng thì mình xuất hiện. Thì mình là người của những ngân hàng. Tức là họ cũng biết thừa đây là chiến sĩ săn giải thưởng. Săn giải thưởng. Là từ đây là chị đã ra 3 cái huy chương vàng cho ngân hàng đặc khu Vũng Tàu. Và mình được thưởng của Sở Văn hóa Thông tin Vũng Tàu. Thì mình cũng được thưởng của ngân hàng nữa. Đấy. Thành ra là sau này mỗi lần nhắc đến Ngọc Ánh ấy, các nghệ sĩ trong giới hay là ngay khán giả cũng biết cái chuyện là chị là nữ hoàng nhạc rock đã đành rồi, chị cũng là hẳn là bà hoàng theo đúng nghĩa của chữ hoàng luôn ấy, là rất nhiều vàng ấy. Vẫn đang nói chuyện là nữ hoàng nhạc rock ấy, thì tự nhiên có những cái tấm hình mà nó gợi lại rất nhiều những cái khoảnh khắc rất là dễ thương như sân khấu. Đây là cái tấm hình mà theo như cái thông tin của nó là năm 93 trong một cái chương trình nhạc hội. Đây là cái tư thế nào hơi lạ và đang hát bài gì đấy chị nhớ? Trời ơi, lúc đó hát đủ thứ bài cũng không nhớ nổi, nhưng mà quậy dữ lắm. Tại vì hình như chương trình nhạc hội này là diễn 5 đêm hay sao á. Thì anh nhớ là trên cùng một sân khấu mà anh có 5 bộ đồ khác nhau. Thì lúc đó là anh mặc cái style giống như là vest và cái thắt cái cà vạt đó. Chiếc vòng vẫn còn. Đấy, cũng thuộc hàng ngũ là tiên phong ấy. Thích cái hình này là vì cái dáng hơi lạ. Quỳ xuống để hát với khán giả. Hồi xuân lắm, Ngọc Ánh là quỳ rồi lăn lê bò toàn, rồi lộn vòng ngang sân khấu như vậy, ai cũng biết cái đó hết trơn á. Hồi đó rất là giống như mình kêu là sung lên á. Rồi mình diễn theo một cái gọi là cái tiết tấu của con người của mình và theo cái nhịp điệu của bài hát nữa. Cho nên nhiều khi mình quỳ xuống, mình lết ra. Có khi mình từ trong á, mình quỳ hai cái đầu gối mình lết dài ra, rồi sát ngoài sân khấu. Cái này là sát sân khấu nè, sát ngoài phía trước nè. Rồi mình hát, mình diễn với khán giả. Trời ơi, khán giả ta vỗ tay cho đó sướng lắm. Khi đang ngồi chơi trong quán đông, anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm trong ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét rối ren. Kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kìa son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã thế chớ trách sao em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu. Anh kêu rằng son kia của em, em cau mày thêm tức thêm giận. Son em màu hồng tươi hãy xem, son kia màu đỏ thẫm như mận. Anh đi vô cô đó theo sau, son môi lem nhem thấy ghê. Anh đưa cô ta tới nơi đâu, bao lâu nay anh đã đi. Kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kìa
son môi trên áo anh. Nhìn xem em không nói thêm, đã thế chớ trách sao. Em không yêu anh đâu, vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu. Ngồi chơi trong quán đông, anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm trong ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét rối ren. Kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kìa son môi trên áo anh, xem em không nói thêm, đã thế chớ trách sao. Em không yêu anh đâu, vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu. Anh kêu rằng son kia của em cau mày thêm tức thêm giận. Son em màu hồng tươi hãy xem, son kia màu đỏ thẫm như mận. Anh đi vô cô đó theo sau, son môi lem nhem thấy ghê. Anh đưa cô ta tới nơi đâu, bao lâu nay anh đã đi. Kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kìa son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm, đã thế chớ trách sao. Em không yêu anh đâu, vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu. Son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kìa son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm, đã thế chớ trách sao. Em không yêu anh đâu, vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu, chẳng thèm anh nữa đâu. Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện với ca sĩ Ngọc Ánh. Và phần tiếp sau đây sẽ rất là thú vị. Sau câu chuyện những tấm ảnh sẽ là câu chuyện của những cuốn băng cassette, những thứ mà có thể là đã từng rất là quen thuộc với nhiều người chúng ta, nhưng mà theo thời gian thì nó cũng dần dần xa lạ, nhưng bây giờ đang có sự trở lại. Và tại sao lại là băng cassette mà không phải là cái khác? Trong những năm đầu thập niên 90, người ta còn gọi Ngọc Ánh là nữ hoàng băng cassette. Trước khi mà ngành công nghiệp mà đĩa CD phát triển ở Việt Nam, thì khoảng những năm đầu thập niên 90 đến khoảng năm 93-94 là đỉnh cao của ngành công nghiệp băng cassette. Và trong giai đoạn đó thì Ngọc Ánh của chúng ta góp phần hơi nhiều. Thực ra đây chỉ là một con số nhỏ thôi. Thì mấy chục album cơ, đây chỉ chọn là một vài album. Tức là mỗi album nó sẽ đại diện cho một cái phong cách âm nhạc khác nhau của Ngọc Ánh. Và bây giờ đến lượt những cuốn băng nó sẽ kể câu chuyện về Ngọc Ánh. Đầu tiên là cuốn băng này. Đúng cái buồn. Cuốn băng này rất là đặc biệt bởi vì nó là cuốn băng đầu tiên, chúng ta gọi là debut. Ngày đó thì Ngọc Ánh có một cái bài hát rất là ăn khách ở trên đài phát thanh. Mình được nhớ là đài phát thanh rất hay phát cái bài Nụ Cười Buồn của Ngọc Ánh. Và sau đó thì Minh Đức đi ra ngoài cái cửa hàng bán băng nhạc ấy, thì thấy người ta đã có cái băng nhạc này. Đấy là băng nhạc đầu tiên của Ngọc Ánh. Và khi mình mở cái list bài ở bên trong ấy, thì em đọc tên bài hẳn là chị sẽ nhớ lại rất nhiều kỷ niệm.
những bài mà rất nhiều phong cách khác nhau nhá. Có cả nhạc xưa xưa, thời lãng mạn tiền chiến cũng có, bài nhạc ngoại lời Việt cũng có, nhạc rock cũng có, toàn những bài gọi là gắn với tên chị thôi. Hương Thầm này, Hoàng Hôn Trên Đại Dương, đúng, Mây Lang Thang, Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Ngọn Lửa Trái Tim, Sao Biển. Rồi bài nhạc ngoại thì có Tình Yêu Tên Gọi Một Trò Chơi, Love Is The Name Of The Game. Đúng đó. Rồi. Cái cuốn này là năm 1990. Đúng rồi, năm 90. Thì cái này là Ngọc Ánh thu âm với ban nhạc mà đi diễn chung với đoàn của anh Vũ Ân Khoa. À. Thì anh Quang Thọ đó, anh bấm máy thu cho anh. Đây này, trong này có cả ban nhạc Ba Con Mèo, đệm một số bài này. Đúng rồi. Đấy. Cái bài Nụ Cười Buồn này người ta rất hay phát ở trên đài phát thanh. Bài này là nhạc Thái Lan mà lời Việt của Ngọc Ánh viết. À. Nó là bài Diêm Ngáo Ngáo. Cái tên nó là Diêm Ngáo Ngáo thì dịch ra tiếng Việt là Nụ Cười Buồn. À. Thì mình có một người bạn là người Thái Lan, thì anh ấy đưa cho mình một cái băng Thái Lan để mình nghe. Mình nghe thì mình thích cái bài này, mình mới nói bây giờ em muốn cái bài này nhưng mà không hiểu cái nghĩa của nó, chỉ thích cái melody thôi. Cái anh mới dịch nó sang tiếng Anh. Rồi từ tiếng Anh mình lấy cái nội dung đó mình viết sang tiếng Việt. Thì cái bài này rất là hit chung với bài Xảo Đôi Sỏi Đao. Đúng rồi. Là có hai bài đó nha. Yeah. Còn cái cuốn này Búp Bê Không Tình Yêu, cuốn này thì nó đặc biệt ở cái chỗ là bài hát thì cũng là những bài nhạc ngoại lời Việt rất là thịnh hành, nhưng đặc biệt ở đây là thời trang. Đây là cuốn băng mà mọi người được thấy một kiểu tóc rất đặc biệt của Ngọc Ánh đó. Đây là một cái kiểu tóc mà cho chúng ta thấy một cái chân dung Ngọc Ánh như là một biểu tượng thời trang ấy. Yeah. Một thời trong một lần đi công tác giống như đi biểu diễn ở Hàn Quốc thì mình đi ngang qua một cái cửa hàng, mình thấy có một cái mannequin đội cái tóc này. Thì cái chỗ là cửa hàng bán cái tóc giả, thế mình thích quá mình mới vô mình hỏi, thì người ta cho mình đội thử. Người ta cũng dạy cho mình cách búi cái tóc thật của mình lên, rồi mình đội cái miếng lưới ra ngoài, người ta mới gài cái tóc đó lên, người ta cho mình xem, thế mình thích quá mình mua. Và mình mua là từ năm 94 lận, xong rồi đem về Việt Nam mình mới đội lên để đến chỗ của Quốc Huy đó. Quốc Huy chụp hình đó, chụp ảnh đó. Xong rồi cái lúc mình làm cái băng liên khúc này á, thì cái này thì giống như một con búp bê á. Cái kiểu vậy thì mình lấy làm bìa luôn. Cái này thì phải nói nhiều về nó. Cái băng này á, rất là đặc biệt trong sự nghiệp của chị Ngọc Ánh. Nó là cuốn băng best seller của không chỉ riêng Ngọc Ánh trong sự nghiệp của mình, mà còn của cả ngành công nghiệp băng cassette ở những năm tháng đó nữa. Sau này thì cũng có nhiều cuốn băng bán chạy, nhưng mà ở cái thời điểm cuốn băng này ra đời thì nó là đứng đầu. Tới với 100.000 bản đã được bán ra là một con số rất là kỷ lục của thời đó. Thì một cái điều đặc biệt nữa của cái cuốn băng này là lần đầu tiên Ngọc Ánh giới thiệu bài hát mà mình đồng sáng tác. Lúc trước đấy là viết lời Việt cho nhạc ngoại đúng không? Yeah. Còn đây là viết lời làm thơ và rồi bài hát, bài thơ được phổ nhạc. Khi mà phát hành cuốn này đó là không thể tưởng tượng. Là bán mà đến bản thân anh cũng không có để mà anh tặng cho bạn bè hay gì hết. Nó chưa đang in mà cứ hỏi đang in hoài. Tái bản nhiều lần và người ta phải nói là in sang lợt hùa để bán đây. Nhiều vô số kể. Cái đó là cái phải nói là rất là thắng. Cuối năm thì Ngọc Ánh và anh Diệp Minh Tuyền được bình chọn là ca sĩ được yêu thích nhất trong năm. Anh Tuyền là nhạc sĩ được yêu thích nhất trong năm. Và bài hát Không Dám Đâu là bài hát được yêu thích nhất trong năm. Đó. Sở dĩ là cái cuốn băng này á, ngoài để nó được yêu thích một cách cuồng nhiệt như vậy, ngoài cái bài chủ đề nó là bài hit và đặc biệt nó rất là phù hợp với cái phong trào ca nhạc học đường. Yeah. Đấy, tức là hầu như tất cả các trường học là đều có cái bài hát này trong những tiết mục văn nghệ. Yeah. Thì nó rất là dễ thương, cho nên là cái độ lan tỏa của nó lại càng nhanh, rồi là nội dung thì trong sáng, cho nên là được quay hình các thứ các kiểu, thành ra mọi người sẽ nghe nó rất là nhiều ở rất nhiều phiên bản khác nhau. Yeah. Và chưa kể là thời điểm đó khoảng năm 93-94 là lúc đấy là chính cái sự quay trở lại của dòng nhạc quê hương, nhạc trữ tình. Và trong này là Ngọc Ánh cũng thủ sẵn vài bài kinh điển như thế. Có bài Thôi này, bài Tình Thắm Duyên Quê, hát cùng với anh Tô Thanh Phương. Đúng rồi. Rồi là bài Chuyến Đò Quê Hương. Đó. Bài Cô Bé Dỗi Hờn. Đấy, toàn những cái bài mà ở thời điểm đấy nó là hit. Muốn có băng như thế này á, trong nhà là ông bà, cha mẹ, con cái đều có thể nghe được. Tại sao mà nó bán chạy là như vậy trong cái giai đoạn mà đỉnh cao của ngành công nghiệp băng cassette như thế? Còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố
xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng che em vòm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng. Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa. Em còn nhớ hay em đã nhớ đường dài qua câu lại nối, nhớ những con kênh nối hai dòng sông, nhớ ngựa thô ngoại ô xa vắng, nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố dâng tràn phố bỗng là dòng sông uốn. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều ngợp gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ chiều xuống bên sông nước lên, em nô đùa giữa phố nhà, có nắng vàng lạc trên lối đi. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của thành phố, vẫn có những giấc mơ, vẫn sông thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng, phố em qua gạch ngói quen tên. Em còn nhớ hay em đã quên? Quê nhà đó bao năm có em, có bông dừa, có câu hò, có con đò chở mưa nắng đi, có con đò chở mưa nắng đi. Khi mà nhắc đến Ngọc Ánh thì không thể nào không nhắc đến một nghệ sĩ nhạc gì
cũng hát, điệu gì cũng nhảy. Chúng ta vừa nhắc đến một Ngọc Ánh của nhạc trẻ sôi động, của nhạc rock với gì, thì có ngay một Ngọc Ánh nhạc quê hương ở đây. Bìa rất là cô gái miệt vườn. À. Đó, đây là một cuốn băng nhạc Ngọc Ánh hát những tình khúc nhạc quê hương. Quê hương không đó, thôi. Dạ. Kinh điển và nổi tiếng thôi. Thế thì cái này có thể cũng hơi ngạc nhiên đấy. Tại vì là ở thời điểm đó nhá, những cái năm tháng đó thì chúng ta cũng biết là mặc dù nhạc quê hương nó cũng quay trở lại, nhưng là những ca sĩ như chị vẫn được mặc định là ca sĩ của bên nhạc trẻ. Mà nhất là đáng ăn nữa. Tức là có thể chạy show từ Bắc chí Nam và cứ bài nhạc trẻ nó tung ra là thành bài hit. Mà chỉ cần hát mấy bài nhạc trẻ đấy thôi là cũng đủ gia tài để chị có thể chạy show miệt mài rồi. Chưa kể là cái hình ảnh nữ hoàng nhạc rock đã được ấn định cho chị từ đó, trước đó nữa rồi. Vậy thì điều gì khiến chị lại bỗng nhiên có một cái sự yêu thích đặc biệt với những bài nhạc quê hương? Thật ra đó, Ngọc Ánh rất yêu nhạc quê hương. Ông trời cũng cho Ngọc Ánh có một cái chất giọng để có thể hát luyến lấy được những cái giai điệu ngũ cung, hay là cái dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ hoặc Trung Bộ, Ngọc Ánh đều hát được. Vì vậy cho nên khi mà cái Không Dám Đâu nó đã quá thắng rồi, nó thắng đến cái mức là phấn khích quá, là phải làm tiếp nữa, thì Ngọc Ánh lại đề nghị cho em thu cái bài Chiếc Áo Bà Ba. Mà cái Chiếc Áo Bà Ba lúc đó đang là bài hát rất hit của anh Trần Thiện Thanh. Thì anh đi hát các sân khấu là ai cũng yêu cầu anh hát bài đó. Thì mình là cái đàn em mà mình nghe anh hát những bài đó thì mình phải học thôi. Hồi xưa là mình hay cover lại là cái chuyện bình thường, là được bên Bến Thành ok liền, đồng ý liền. Thì bây giờ nói làm em muốn làm hẳn một cuốn quê hương không thôi, thì anh đồng ý. Thì mình lựa ra một cái list bài nhạc quê hương, và cái áo mà màu xanh đó mà anh đội cái nón lá đó là mình tranh thủ cái hình chụp trong cái bài Lý Hòa Kêu, cũng của Bến Thành, quay hình ở trên trên chỗ mà cái nhà làm gốm mà lấy thiêu ở trên lấy thiêu. Thì lúc đó là mình cũng tranh thủ mình chụp luôn mấy cái tấm hình này, đúng cái bộ đồ này, đúng không? Đúng bộ đồ này, cũng cái áo màu xanh này nè, thì mình chụp thêm ở ngoài hiện trường á, để về để quảng cáo cho cái phim đó, cái MV đó, thì lấy cái này làm bìa luôn. Cho đến bây giờ thì những cuốn băng như thế này này, những cuốn băng như là băng liên khúc disco cha 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 này, hay Tình Vô Tận, tức là những cái tuyển tập mà nhạc ngoại có cả lời Việt hoặc là không ở trong này ấy, thì đó đã là một cái dấu ấn rất đặc biệt của Ngọc Ánh rồi, cho những năm tháng giữa thập niên 90. Ngày đó mình đang là sinh viên và cũng có đi mua đây thì, và ngày đó thích lắm, tại vì là những cái băng liên khúc của chị nghe rất là tươi trẻ, vui vui, mà mình có thể hát theo được. Mình đã học tiếng Anh mà mình có nghe và mình hát theo được. Chúng ta để nghe Ngọc Ánh hát nhạc của Bob Dylan này, để nhạc của John Denver này, là những cái nghệ sĩ rất là lớn của âm nhạc đại chúng thế giới. Tuy nhiên những cuốn băng này nếu nói thì nó vẫn rất là bình thường, đương nhiên người ta nghe Ngọc Ánh sẽ hát những cái bài đó, không có gì phải thắc mắc cả. Nhưng đấy mới là một cuốn băng đặc biệt. Đây là một cuốn băng hẳn là đặc biệt nhất trong những cuốn băng của Ngọc Ánh đã phát hành, băng cho chủ đề là tình ca. Các bạn nhìn cái hình này thì chắc đoán ra là hát nhạc gì rồi, đúng không? Đây là một cuốn băng nhạc cách mạng, chúng ta hay gọi ngắn gọn là nhạc đỏ. Thực ra thì nhắc đến nhạc đỏ thì đối với rất nhiều người, người ta cũng sẽ nhớ ra ngay một vài bài Ngọc Ánh đã hát, thí dụ như là bài Anh Ba Hưng này, hay là bài Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng. Đúng rồi, Nổi Lửa Lên Em. Thế nhưng mà việc Ngọc Ánh có nguyên một album nhạc cách mạng thì không phải là ai cũng biết. Cuốn băng này thực ra thì nó không nổi tiếng bằng những cuốn băng kia, nhưng mà với dân sưu tập thì nó có rất có giá trị, vì là Ngọc Ánh hát đấy, hát trọn vẹn một băng nhạc cách mạng. Ở đây là 10 bài nhạc cách mạng, toàn là những bài siêu kinh điển thôi, siêu kinh điển thôi. Trong đó có bài Tình Ca, chủ đề của album chính là bài Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, rất là nổi tiếng. Tại sao lại có cuốn băng này? Tại sao lại có sự khác biệt như thế này? Đây là cuốn băng mà Ngọc Ánh tự biên tập, tự sản xuất, tự bỏ tiền ra làm luôn. Vì là thực sự mà nói, để kêu một trung tâm băng nhạc mà làm cho mình nguyên một cuộn băng mà nhạc đỏ thì người ta phải suy nghĩ, hoặc là người ta phải cài cắm thêm những ca sĩ khác trộn vào. Nhưng mình không muốn, mình muốn hát cái gì mình thích và mình chọn cái bài mình thích thì mình bỏ tiền ra mình làm thôi. Thì Ngọc Ánh bỏ tiền ra làm, và cái người phối nhạc là anh Trần Hữu Bích. Cái hình mà mặc cái áo dài màu đỏ đỏ bên trong là cái hình đó là bản quyền của Ngọc Ánh. Là lúc đó Ngọc Ánh giới thiệu một cái bộ sưu tập áo dài Ngọc Ánh tự thiết kế, cho nên anh có cái hình đó. Còn cái hình mà Ngọc Ánh đội cái nón tay bèo với cái khăn rằn đó, là cái đó là của Bến Thành. Là vì anh quay hình cho chương trình nhạc cách mạng bên đó là anh hát bài Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn, cho nên anh có cái hình mặc áo bà ba đó. Và nhân nói về mảng nhạc cách mạng thì ở đây
Minh Đức cũng có hai cuốn băng rất là đặc biệt. Đây là hai cuốn băng tác giả, băng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và băng của nhạc sĩ Văn Ký. Thì trong này là có bài bài ca Không Quên, siêu kinh điển của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Trong phiên bản cuốn băng này là do Ngọc Ánh hát và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có ký tặng Ngọc Ánh ở đây, cho nên chân tiện tôi mới mang đến đây để nhắc thấy là dấu ấn của Ngọc Ánh ngay đấy là phủ rộng trên rất nhiều cuốn băng. Trong này ngoài bài bài ca Không Quên còn có một bài đúng là bài hit của Ngọc Ánh là bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu. Đấy, thành ra nhiều người muốn thắc mắc, muốn hỏi là chị Ánh thu cái bài đấy ở đâu, băng nào, thì ít nhất là có cái cuốn băng này. Cái bài đấy thì cũng có nhiều người hát, nhưng mà đây là cái băng mà trong đó có cái bản thu của Ngọc Ánh, bản thu mà được nhiều người yêu thích và thành hit. Hoặc là trong này có những cái bài mà rất là hiếm. Đấy, bài Đôi Mắt là một bài hát rất là ít người biết vì nó cũng hơi khó hát. Đúng rồi, cho nên khó là, hát. Là bên Diavina họ đã mời Ngọc Ánh hát bài này trong tuyển tập của nhạc sĩ Văn Ký. Đây chỉ là sơ sơ một vài cuốn băng mà Minh Đức và chị Ngọc Ánh cùng nhau mang đến đây một cách rất là ngẫu hứng thôi. Chứ nếu mà chúng tôi chủ động mang hết tất cả những cuốn băng của Ngọc Ánh, hoặc Ngọc Ánh đã tham gia góp giọng, thì tôi nghĩ là cái bản này là không đủ. Số lượng đấy là vô cùng nhiều, các bạn lên mạng cũng có thể tìm ra. Bây giờ rất nhiều người sưu tập, người ta post những cái hình đấy lên, chúng ta sẽ tìm được. Thì để thấy là một cái giai đoạn rất huy hoàng của chị đã gắn bó với những cuốn băng như thế này. Đến bây giờ tất cả đều đã là kỷ niệm. Ngày hôm nay ở đây tự nhiên ngồi ngắm lại những cái này, có thể là chị đã từng ngắm nó rất nhiều lần ở nhà, hoặc cũng thể lâu lâu chị mới nhìn lại được nó, vì có những cái mình biết là chị cũng không có. Đấy, ví dụ mình được khẳng định là cái băng Nụ Cười Buồn là chị Ánh không có, và bản thân mình là vô cùng vui mừng khi mình kiếm được nó, bởi vì nó gắn với kỷ niệm của chính mình. Ngày xưa cuốn băng này đến đây là tròn 34 năm. Đúng, thưa quý vị, đã rất rất là lâu rồi. Nghe lại giọng hát của chị Ánh ở thời đó, lúc đấy vẫn là 20 mấy tuổi thôi, đến bây giờ đã là bé 6 rồi. Là cả một con đường rất là dài. Đã, mỗi lần nhìn thấy những cái này á, tình cờ nhìn thấy hay là chủ động lôi trong kho trong nhà ra, nhìn thấy cảm xúc của chị như thế nào? Cảm xúc rất là bồi hồi. Cũng giống như lúc mà mình chọn lựa ra những cái tấm hình xưa, thì mình nhớ cái tuổi thanh xuân của mình lắm, và mình nhớ cái một thời vàng son của mình, nó đẹp lắm. Và mình ước gì thời gian ngừng lại, hay mình có thể đi xuyên không về quá khứ để mình tìm lại những cái giây phút huy hoàng, đam mê trên sân khấu, hoặc là mình có thể hát lại những cái ca khúc một thời vàng son như thế. Bây giờ mình nhìn lại thì đó cũng là cả một niềm tự hào. Bây giờ thì người ta xem trên YouTube, người ta có thể coi tất cả mọi thứ trên mạng, nhưng mà cầm một cái băng cassette trên tay như vậy thì đã là một kỷ vật vô giá. Mà mình nghĩ rằng đó là cả một cái sự lao động miệt mài, hăng say của cái tuổi thanh xuân của mình mới có được cả một quãng đường dài cho tới ngày hôm nay, và nó rất là vững chắc. Cho nên bây giờ mỗi lần xem lại những cái hình mà lúc đó mình rất là trẻ lắm luôn, và nó xưa lắm luôn, thì mình thấy rằng giống như một trời ký ức quay về, và xúc động. Em vẫn khóc.
đàn bà làm dây dứt trái tim anh. Em, người đàn bà từng khóc ướt vai anh. Em, vì sao anh vẫn thấy em lặng lẽ? Em, vì sao em vẫn khóc ướt mi? Minh Đức cũng rất là hiểu cho sự xúc động của chị Ngọc Ánh ngày hôm nay. Thì đúng là với một nghệ sĩ mà có bề dày như chị, đã đi qua biết bao nhiêu thăng trầm cả trong cuộc sống lẫn trong sự nghiệp, thì khi mình nhìn lại những dấu mốc của mình, không gì đáng ra hơn bằng chính những sản phẩm âm nhạc nó ghi dấu những giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời của mình, thì hẳn là sự xúc động đấy là dễ hiểu thôi. Và sắp tới đây chắc quý vị cũng sẽ còn có nhiều dịp thấy chị thể hiện lại những dấu mốc vàng son của mình trên sân khấu. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã lại trở lại đây kỳ. Mỗi một lần chị Ánh quay trở lại với chương trình là đều có những câu chuyện rất là thú vị, dù là câu chuyện của tuổi Giáp Thìn hồi chúng tôi đã trò chuyện với nhau từ hồi đầu năm đến giờ là cũng gần một năm rồi đấy chị mới quay trở lại đây, hay là câu chuyện từ những cuốn băng, câu chuyện những tấm ảnh, câu chuyện từ những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời nữa, thì chị đều đem đến cho khán giả những trải nghiệm rất là vô cùng thú vị. Xin chúc chị sẽ có những thành công rực rỡ trong hình ảnh chị đẹp Ngọc Ánh, chị đẹp bé Sáu. Cảm ơn Minh Đức rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi. Và chúng ta sẽ còn có rất nhiều những khoảnh khắc đầy xúc động như thế nữa. Sự xúc động của niềm vui, hạnh phúc đến với khán giả trong chương trình Đời Nghệ Sĩ. Và đến đây thì Minh Đức và chị Ngọc Ánh cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.